lộ thêm thông tin Hyundai Elantra 2023 sắp bán tại Việt Nam, nâng cấp động cơ, thêm mâm 18 in. Website của Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã cập nhật thông tin của Hyundai Elantra 2023. Cụ thể, xe được đăng kiểm với 4 phiên bản, tương ứng với 4 tên mã, 1.6 MVI6AT, 1.6 MVI6ATGL, 2.0 MVI6AT và 1.6 TGDI7DCT. Trong đó, bản 1.6 MVI6AT và 1.6 MVI6ATGL dùng chung động cơ 1.6 lít, cho công suất 126 mã lực. Bản 2.0 MVI6AT dùng động cơ 2.0 lít cho công suất 157 mã lực, và bản 1.6 TGDI7DCT dùng động cơ tăng áp 1.6 lít cho công suất 201 mã lực. Ba phiên bản động cơ hút khí tự nhiên đi cùng hộp số tự động 6 cấp, riêng phiên bản động cơ tăng áp được gắn hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động cầu trước là trang bị tiêu chuẩn. So với bản cũ, sức mạnh của động cơ 1.6 lít giữ nguyên, trong khi sức mạnh của động cơ 2.0 lít và tăng áp 1.6 lít tăng nhẹ. Thông tin trên website của Cục Đăng Kiểm còn cho biết, xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.675mm x 1.825mm x 1.440mm, trục cơ sở 2.720mm. Thông số này trùng khớp với Hyundai Elantra 2023 tại thị trường quốc tế. Chiều dài, rộng và dài cơ sở của xe lần lượt tăng 55mm, 25mm và 20mm. Riêng chiều cao được hạ thấp 20mm, nhằm nhấn mạnh tính thể thao. 4 phiên bản sẽ dùng 4 cỡ mâm khác nhau, gồm 15 in, 16 in, 17 in và 18 in. Hyundai Elantra 2023 là cách gọi tại Việt Nam, bởi phiên bản này đã ra mắt thị trường Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2020. Thế hệ thứ 7 mang triết lý thiết kế mới của Hyundai, với nhiều hơi thở tương lai thừa hưởng từ người anh em Sonata và Grandeur. Lưới tản nhiệt phía trước được tạo hình giống như mặt cắt của đá quý. Đèn pha góc cạnh nối liền với lưới tản nhiệt nhằm theo đuổi xu hướng mới. Nội thất Elantra chiều lòng người dùng bằng không gian hiện đại, giàu công nghệ. Hyundai cho biết họ đặc biệt tập trung vào trải nghiệm người lái khi muốn họ cảm thấy như đang ngồi trong cabin máy bay, thay vì ô tô bằng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 in ghép cặp với màn cảm ứng trung tâm đồng kích thước bên cạnh. Thiết kế vô lăng tương tự với Tucson và Crater. Về công nghệ an toàn, bản cao cấp nhất tại thị trường Hàn Quốc trang bị cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ điều chỉnh độ cao ánh sáng đèn pha. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tùy chọn thêm tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ga tự động thông minh. Hầu hết đại lý chính hãng đã nhận cọc Hyundai Elantra 2023 nhiều tháng nay, với số tiền đặt cọc khoảng 10-15 triệu đồng. Xe được lắp ráp trong nước và dự kiến ra mắt cuối năm nay. Thế nhưng, tới thời điểm này, Hyundai Thành Công vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự có mặt của Elantra 2023 tại Việt Nam. Vì thế, giá bán và thông số chính thức từng phiên bản vẫn chưa được tiết lộ.